Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, với nghệ thuật thì sức sáng tạo của con người là vô tận và nghệ thuật nhảy múa cũng là một vùng đất rộng lớn để cho những người nghệ sĩ được thỏa sức thể hiện tài năng cũng như những ý tưởng táo bạo của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một phong cách kết hợp đầy mới lạ giữa hai loại hình nghệ thuật. Vậy đó là sự kết hợp nào? Hip hop, một loại hình nghệ thuật mang đậm phong cách đường phố với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát và đầy phá cách. Còn múa đương đại, một loại hình nghệ thuật với những động tác phóng khoáng, thiên về sử dụng các đường nét tự nhiên và mềm mại của cơ thể để tạo nên hàng loạt chuyển động tiếp nối nhằm biểu đạt thông điệp của người nghệ sĩ. Chính vì vậy, sự kết hợp độc đáo giữa chất hip hop năng động cùng với sự nhẹ nhàng cao trào đầy cảm xúc của múa đương đại đã tạo nên nét đặc sắc cho phong cách mới này. Tại Việt Nam, những vở múa nghệ thuật đương đại kết hợp với hip hop đã xuất hiện cách đây khoảng 2 đến 3 năm. Với những vở múa đặc sắc như tiết mục mang tên Có Không Không của biên đạo múa Trần Lily, Ngoặt của nhóm nhảy Cine dưới sự biên đạo của nghệ sĩ Linh Ba T hay Connect là sự kết hợp giữa hai biên đạo múa tài năng của Việt Nam và Đức là Linh Ba T và Raphael Hillebrand. Thực sự thì hip hop và múa đương đại không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, nó luôn có cái hơi thở chung, đó là sự tự do trong chuyển động, trong ngôn ngữ hình thể. Và cái âm nhạc của hip hop và cái âm nhạc của đương đại nó cũng rất là phóng khoáng. Khi mà kết hợp hai loại hình nghệ thuật hip hop và đương đại, nó sẽ đưa cho chúng ta những cái nhìn mới và những cái đánh giá nó như cái sự... Nói thật là những cái sự bất ngờ. Vì thực ra nhiều người thường nghĩ rằng là đương đại thì nó phải rất là, tức là cái nghệ thuật nó rất là sâu. Trong khi đó hip hop là một cái loại hình nghệ thuật trẻ và nó lúc nào cũng rất là sôi nổi và bùng cháy. Chính sự mạnh mẽ của hip hop kết hợp với sự mềm mại và ma mị của múa đương đại đã khiến cho mỗi tác phẩm được sáng tạo ra theo phong cách này mang đặc điểm đó là vừa có cái nhẹ nhàng của múa đương đại lại cũng có sự bùng nổ của hip hop. Chính điều đó sẽ mang lại cho khán giả cũng như những vũ công những trải nghiệm mới và thử thách mới. Cái hip hop ấy thì nó mang cái tinh thần là mình nghĩ như nào mình nhảy ngay cái lúc đấy. Còn cái đương đại thì nó lại phải nghĩ một lúc, nhưng nó phải sâu hơn một tí, nó dừng lại cái cảm xúc lâu hơn một tí để mà thực sự được cái cảm xúc bên trong của diễn viên, của nhân vật, lúc đấy mình mới bộc lộ ra. Bản thân mình thì mình cũng đã từng tham gia rất nhiều show diễn kết hợp giữa hip hop và đương đại, thì với mình thì đây là một thể loại rất là hay. Nó cho mình người ta những cái nhìn mới mẻ hơn về hip hop. Hip hop nó không chỉ là có những cái động tác từ đường phố mà nó có thể kết hợp với đương đại và đưa lên thành những cái tác phẩm nghệ thuật mà có giá trị cao. Nếu như múa đương đại thường mang ngôn ngữ chính thống của sân khấu, thì hip hop lại mang một phong cách đường phố rõ rệt. Nhưng có một điểm chung giữa hai loại hình này, đó chính là chúng đều mang tính ngẫu hứng và được lấy chất liệu từ cuộc sống đời thường. Chính điều đó đã khiến cho mỗi tác phẩm hip hop kết hợp với múa đương đại kéo được hai thế giới này lại gần với nhau hơn, qua đó giúp cho con người nhìn và cảm nhận được sâu hơn về cuộc sống thường nhật đó. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà hát Tuổi Trẻ, nơi sắp diễn ra vở múa đương đại kết hợp với hip hop nổi tiếng mang tên Ao Taxi. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng với tôi thưởng thức vở múa này để cảm nhận được sự độc đáo, mới lạ và hấp dẫn khi kết hợp hai loại hình nghệ thuật này với nhau. Lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam, vở múa Ao Taxi do nghệ sĩ An Nguyễn biên đạo đã giúp cho công chúng nước nhà được thưởng thức một phong cách nghệ thuật đầy mới mẻ, một sự giao thoa giữa hip hop và múa đương đại. Thank you.
Autaxi là một trò chơi chiến lược gồm 4 vũ công dâng hiến hết mình giữa nghệ thuật múa và tự do phóng tác. Sử dụng những kỹ thuật break, popping hay waking như một ngôn ngữ hình thể trừu tượng, mỗi nghệ sĩ là một cá tính mạnh mẽ trên sân khấu, phiêu lưu trong không gian để tìm kiếm lãnh thổ, liên minh hay một tôn ti trật tự. Vở múa diễn ra như một trận đấu giữa các vũ công khi ai cũng cố chiếm lĩnh không gian chung để tự do thể hiện. Năng lượng căng tràn, kịch tính được đẩy lên cao không chỉ qua tiếng trống điện tử dồn dập, các động tác như của búp bê người máy mà còn qua nét mặt của diễn viên. Chúng tôi tham gia vở múa này với tư cách là những nghệ sĩ hip hop và tôi nghĩ là chất đương đại trong vở múa thể hiện qua cách biên đạo, dàn dựng phối cảnh và xử lý không gian của người biên đạo. Các bạn có thể thấy những kỹ thuật, ngôn ngữ hình thể, cách di chuyển trên sân khấu mà chúng tôi kết hợp trong vở múa cũng là cách mà các nghệ sĩ đương đại thường hay sử dụng. Autaxi có cấu trúc phức tạp và chính xác, trong đó phần không gian được làm chủ và phần không gian tự do xen kẽ lẫn nhau, qua đó giúp người diễn có thể sáng tạo ngẫu hứng. Các động tác vũ đạo kỹ thuật và điêu luyện được kết hợp với ngôn ngữ tạo hình đẹp mắt, phóng khoáng và trong sáng, gợi nên sự trừu tượng và làm liên tưởng đến thân phận của con người trong thế giới hiện đại. Để tạo nên một vở múa thì vai trò của người biên đạo là vô cùng quan trọng. Bởi đó là người sẽ chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất cũng như cả toàn bộ tác phẩm. Nhất là đối với những tác phẩm đòi hỏi sự sáng tạo độc đáo như Autaxi. Và sự thành công của vở múa này là một vai trò quan trọng của biên đạo múa An Nguyễn. An Nguyễn là vũ công hip hop hàng đầu thế giới người Pháp quốc Việt. Cô đã giành chiến thắng nhiều năm liền trong cuộc thi The Battle of the Year và là nhà vô địch thế giới thể loại breakdance. Từ quá trình nghiên cứu học thuật, An Nguyễn đã biên đạo và dàn dựng các điệu nhảy hip hop thành một chuỗi động tác, tổ hợp và bài diễn có tổ chức để tạo ra các không gian sáng tạo mới, phát triển lực ly tâm trên các điệu break, những động tác xoay góc và phong cách di chuyển trong popping. An Nguyễn không ngừng nỗ lực để tạo ra kết nối giữa các bộ môn nghệ thuật khác nhau, cơ thể và những chuyển động của cơ thể luôn là nguồn cảm hứng và là ngôn ngữ biểu đạt trong các tác phẩm của cô. Thông qua các tác phẩm của mình, người biên đạo này đã chứng tỏ cô không những là vũ công hip hop hàng đầu mà còn là một biên đạo có khả năng sáng tạo không giới hạn. Với An Nguyễn, khi sáng tác một vở múa, cô không tìm cách kết nối các chi tiết của một câu chuyện, một bài học đạo đức hay là một chuỗi hình ảnh nào, mà chỉ muốn làm sao cho các vũ công và khán giả có thể cùng nhau trải nghiệm một khoảng thời gian có ý nghĩa. Và cũng qua vở Autaxi, biên đạo này còn muốn thỏa mãn cả hai xu hướng khán giả vốn có những mong đợi trái ngược nhau, đó là
khán giả của những trận đối đầu hip hop đường phố và khán giả của nghệ thuật múa vốn quen thuộc với những quy tắc nghiêm ngặt về không gian và thời gian của sân khấu. Trong vở diễn này, các vũ công đều sử dụng những kỹ thuật theo lý thuyết, nhưng mỗi người lại thể hiện những cá tính của mình bằng nhiều cách khác nhau do họ lựa chọn và thực hiện. Qua đó, tôi muốn nhắn gửi thông điệp rằng, cho dù bạn sống trong những môi trường khác nhau, thì bạn hãy cứ suy nghĩ cởi mở, thể hiện cá tính của riêng mình. Sự kết hợp ngày hôm nay đã mang đến cho khán giả một cái trải nghiệm tuyệt vời. Chắc chắn là trong nhà hát tuổi trẻ ngày hôm nay sẽ có nhiều người dùng mình nữa như mình, vì đến cuối là gần như khán giả đứng hết lên và vỗ tay rất là to. Bản thân mình thì mong chờ nhiều chương trình như thế này hơn nữa. Cái tác phẩm ngày hôm nay của biên đạo An Nguyễn, khi mà chị đưa một cái tác phẩm kết hợp giữa hip hop và đương đại đến cho khán giả yêu nghệ thuật tại Hà Nội, tôi nghĩ đó là một cái món quà thật là tuyệt vời. Cái lối mòn của hip hop cũng như là cái hơi thở đương đại đã được làm mới hoàn toàn. Nó hòa quyện vào nhau qua cái ý tưởng của người biên đạo cũng như qua những cái technique, những cái kỹ thuật cực kỳ xuất sắc của bốn vũ công nữ mà chị mang lại cho chúng ta. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một bữa tiệc đầy màu sắc, mang lại nhiều cảm xúc mới lạ và thú vị cho những người có cơ hội được thưởng thức. Qua đó cũng giúp khán giả Việt Nam có cơ hội được tiếp cận và cái nhìn mới mẻ hơn đối với loại hình nghệ thuật hip hop cũng như múa đương đại. Với sự hấp dẫn của mình, thì trong tương lai, chắc hẳn tại Việt Nam cũng sẽ có nhiều vở múa đương đại kết hợp hip hop được biên đạo nên nhằm phục vụ cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng một phong phú và đa dạng của công chúng. Hy vọng 15 phút của chương trình hôm nay đã giúp cho quý vị được thưởng thức một phong cách nghệ thuật đầy mới lạ và độc đáo, đó chính là múa đương đại kết hợp với hip hop. Còn bây giờ, Art World tuần này cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.